V-League 2022 đã sắp khép lại. Dù Vietnam FC sẽ đứng ở top thứ mấy trên bảng xếp hạng, thì chắc chắn Phan Tuấn Tài vẫn nhận được nhiều lời khen. Anh thực sự đã có một năm đầy bùng nổ, liên tục chinh phục các cấp độ đội tuyển quốc gia. Dù đá chính hay vào thay người, Phan Tuấn Tài đều cho thấy việc ban huấn luyện Vietnam FC trao cơ hội cho anh là hoàn toàn có cơ sở. Trước hết xin được cảm ơn Phan Tuấn Tài vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Như vậy tính tới thời điểm này thì Phan Tuấn Tài cũng đã có những khoảng thời gian rất quý báu trải nghiệm tại V-League 2022. Sân chơi này thì có khó khăn như Tài nghĩ trước khi mà được đôn lên đội 1 hay không? Em nghĩ thì khó khăn thì cũng có, nhưng mà thuận lợi thì cũng có luôn ạ. Khó khăn em về lúc giữa chân quá nên là không ấy vào được cái đợt tập huấn của đội, nên là cũng chưa hòa nhịp kịp, nên là mở đầu thì cũng hơi gọi là chưa bắt nhịp kịp, nên là cũng được ít được thi đấu. Còn thuận lợi là em được va chạm sớm hơn dự kiến, nên là cũng rút được nhiều kinh nghiệm để cho mai sau này. Thật ra cầu thủ trẻ như bọn em ấy thì rất muộn được đá V-League, cho nên là trong đầu cái nào cũng là cố gắng phấn đấu để được đá V-League, trước mắt là được đá V-League đó. Mà không ngờ là sau cái giải tập trung U23 đấy thì em được gọi về, nên là cũng chút bất ngờ, nhưng mà em cũng đã suy nghĩ ở trong là em sẽ cố gắng để được lên đội 1, là được tham gia vào đá V-League ạ. Cho nên là cũng có sự chuẩn bị trước ạ. Thời điểm đó thì nó có sự khác biệt như thế nào? Tại vì là em đang chuyển từ sân chơi hạng nhất sang sân chơi V-League, nó khác nhau như thế nào? Hạng nhất với V-League thì cũng rất là khác nhau. V-League khắc nghiệt hơn rất nhiều. Kiểu mình được va chạm các anh kiểu đẳng cấp hơn ấy, nên là mình sẽ tiến bộ nhanh. Em nghĩ là thế. Như lội chơi Đắk Lắk đi thì thiên về bóng dài nhiều hơn, chỉ có bóng dài rồi gọi là an toàn, không để bị thua ra được. Còn ở V-League thì mình phải có chiến thuật rõ ràng, mới tư duy chiến thuật cá nhân, toàn đội, nói chung là đầy đủ mọi thứ, nên em nghĩ là V-League khó hơn nhiều. Cái việc đối đầu với những ngoại binh thì sao? Đặc biệt là ở những cái đội bóng V-League thì thường là sử dụng những tiền đạo ngoại ấy. Người ta có tốc độ, có thể lực. Cũng lại kinh nghiệm qua từng trận này. Tại vì ở hạng nhất không có đã thấy, nên là lên V-League thì được trải nghiệm, và mình qua những lỗi mình rút ra kinh nghiệm là quả này phải kèm anh đấy như nào, rồi đựng vị trí như nào, vì anh thấy rất là nhanh, nên là mình không thể đựng vị trí như kiểu mấy anh kiểu Việt Nam. Bản thân Tài cảm thấy là trong những trận V-League mình đã thi đấu thì có cái trận đấu nào mà khiến cho mình cảm thấy là khó khăn nhất? Em nghĩ là trận đầu tiên em được đá rồi theo là khó khăn nhất. Vì lúc đấy em cũng có đôi chút tâm lý, vì lần đầu tiên được trải nghiệm sân chơi V-League, nên là lúc đấy rất là căng thẳng, mới vào trên hỏng một phát là em thấy là hơi, nhưng mà sau đó bình tĩnh lại. Trong trận đấu gặp Thành phố Hồ Chí Minh thì Tài cũng đóng góp công vào cái bàn thắng của đội nhà. Tình huống đó thì tạo cho em một cái động lực hay là một cái bước đệm về tâm lý như thế nào? Em sau tình huống đấy thì em thấy rất là tự tin hơn, và cả mình giảm chơi bóng hơn, mình giảm nhận bóng. Trước đó thì cũng hơi né bóng vì mình sợ mất bóng, nhưng mà sau cái tình huống đấy thì các anh kiểu động viên hô hào, nên là tinh thần lên rất cao. Sau cái quãng thời gian những trận đấu đầu tiên được tin dùng thì đã có những cái khoảng thời gian mà Tài phải đá dự bị, điều này có tạo ra một cái áp lực cho bản thân em không? Em thấy đấy là để cho mình
gọi là phải cố gắng hơn nữa. Vì ai thể hiện tốt hơn ở buổi tập thì mình sẽ được đá, cho nên là em nghĩ em cần phải cố gắng hơn nữa để lọt vào mắt xanh của coach trưởng. Cái khoảng đấy là em cũng bị sốt cúm ma ấy, nên là thể lực cũng đi xuống nhiều. Vì lúc đấy em đá một hiệp là mắt kiểu không nhìn thấy gì đâu, cho nên là em cải thiện thể lực dần dần và cả thể hình ấy. Em ăn nhiều hơn, tập game nhiều hơn, cũng đang tăng cân. Em muốn giữ cân nặng hiện tại. Thời điểm trước thì em thấy mình hơi gầy và hơi mỏng cơm ấy. Đấy, nên là em bổ sung dinh dưỡng hơn. Em nghĩ là phải có một cái kế hoạch trong ngày riêng ấy. Dù sáng mình làm gì, trưa làm gì, chiều tập thì ra tập, còn tối mình phải làm gì, gọi là thời gian biểu của ngày riêng ấy. Em nghĩ em sắp xếp thời gian biểu của mình. Em tầm ngủ muộn nhất là 11 giờ. Vì giấc ngủ rất là quan trọng, cho nên là ngủ là hồi phục tốt nhất cho cơ thể, nên em chú trọng ngủ. Có một cái thời điểm mà người ta cũng thấy em xuất hiện ở vị trí hậu vệ phải. Cái điều này nó là một cái sự thích nghi hay là một cái sự đòi hỏi như thế nào? Mỗi cầu thủ đều kiểu khát khao thi đấu ấy, nên là vị trí nào coach xếp thì cũng sẽ thể hiện, cố gắng thể hiện hết khả năng của mình ạ. Em cũng thử hậu vệ phải rồi, thế là thầy cũng đã cũng được ấy. Nên là thầy xếp vào đấy, nên là vào đấy em chỉ chơi hết khả năng của mình thôi. Còn thể hiện như nào thì vào sân thì các cặn già cũng đã thấy. Em thấy đấy cũng là một lợi thế, vì một cầu thủ chơi nhiều vị trí thì sẽ là kiểu đa năng hơn, không phải bị gắn mát hậu vệ tiền vệ, nên là đối thủ cũng khó bắt bài. Như em có chia sẻ rằng là cái việc được thi đấu cùng các anh lớn đã giúp cho em có cái sự tự tin hơn rất là nhiều. Phong độ hay là những cái hình ảnh nào của các đàn anh mà em cảm thấy là thực sự nó là một cái chuyển lửa cho mình ở trên sân? Em nhớ là quả anh Mạnh và anh Dũng bắt tay đỡ nhau lên. Em thấy quả đấy như kiểu như bàn thắng luôn ấy. Tại vì bàn thua trong 10-10 mà hai anh đấy vẫn lăn xả kiểu. Lúc mà đứng dậy thì còn nắm tay nhau nữa. Em thấy rất là đoàn kết, thích cái hình ảnh đấy. AFF Cup 2022 thì sẽ là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo, và là giải đấu mà mọi cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều muốn tham dự. Bản thân Tài khát khao được chinh phục cái giải đấu này như thế nào, và em đã có kế hoạch như thế nào để có thể chiếm được một vị trí trong đội hình của đội tuyển Việt Nam? Mặc dù là ít ngày nhưng mà trải nghiệm của em cũng rất là đáng giá. Vì được tập cùng các anh lớn, mình rút ra kinh nghiệm bài học cho mình, rồi lấy kinh nghiệm đấy để áp dụng thi đấu ấy. Đấy. Rồi học được các kiểu cách tập luyện của các anh, cách mới mẻ, mới thay. Em cũng cảm thấy một chút gì đó kiểu hụt hẫng, vì không ngờ là thầy hết hợp đồng đấy, rồi không kỹ tiếp. Còn Tây Bắc thì đã kiểu tạo cho em cơ hội để em được lên U23 với cả đội tuyển Việt Nam. Thầy ấn cần, thầy nhắc nhở em kiểu rất là chú đáo ấy. Thầy không nhắc nhở em nhiều đâu, nhưng mà khi nào thầy thấy em sai phải là thầy nhắc luôn ạ. Vì lúc đấy em rất là nhớ. Thầy dạy em tự tin hơn, vì em lên đây rất là rụt rè, kiểu nói chuyện với các anh nhiều hơn đấy, kiểu vậy. Không được kiểu chuyên bóng sớm. Kiểu trong trận em là kiểu hay chuyên bóng ấy, nhưng mà nhiều lúc không cần thiết, mình có thể dắt bóng được, nên là thầy dạy em tự tin hơn, kiểu để đột biến hơn ấy. Đấy. Em nghĩ mình sẽ cố gắng
hết sức các trận còn lại để thay lọt vào mắt xanh của thầy, để được triệu tập đợt AFF Cup lần này. Nếu mà được lọt vào danh sách tham dự AFF ấy, thì em sẽ thi đấu hết mình để cống hiến cho, trước mắt là cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam, và sau đấy là mang chia tay thầy cho thầy để sau 5 năm giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Và lời cảm, cũng coi như là lời cảm ơn cho thầy. Một lần nữa xin được cảm ơn Phan Tuấn Tài về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúc cho Tài sẽ tiếp tục có được những màn trình diễn tốt trong màu áo của Viettel FC, cũng như là sẽ có những cơ hội trong màu áo của đội tuyển Việt Nam.